Thanh Huyền xin gửi lời chào tới các anh chị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Crystal trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tới với tập 5, Tiên Tôn ở rể. Quản lý khách sáo nói, được, cậu chờ một lát, tôi sẽ lập tức trả lại tiền cho vị khách này. Chin Kiêu liếc nhìn quản lý kia, lạnh lùng nói, nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tuy quản lý giấu rất kỹ, nhưng Trinh Kiêu vẫn nhìn ra thái độ cung kính, lấy lòng của ông ta đối với Lưu Tào Khang. Người phụ nữ của tôi mua đồ, dựa vào cái gì lại để người đàn ông khác trả tiền? Trinh Kiêu nhìn Lưu Tào Khang, sắc mặt bình thản. Lý Ngôn lạnh giọng quát. Trinh Kiêu, anh đừng có mà không biết tốt xấu. Cậu Lưu tình nguyện trả tiền giúp anh, đó là vinh hạnh của anh. Anh phải cảm ơn cậu Lưu mới đúng. Đúng vậy, lần này cứ để cậu Lưu thanh toán đi. Trinh Kiêu, anh chút tiền này chắc là phải khổ cực, dành dụm rất lâu. Coi như là tiết kiệm cho anh đấy. Vương Hiểu Hy châm chọc nói. Tôn Mạc cũng khuyên nhủ. Trinh Kiêu, lấy lại tiền của anh đi. Chỉ có chút tiền còn, đừng có ở đây cố chống đỡ nữa. Chớ cọc cậu Lưu mất hứng. Trinh Kiêu lạnh lùng nhìn Tôn Mạc, chất vấn. Các người chỉ quan tâm anh ta có mất hứng hay không thôi à? Có người nào từng quan tâm tôi mất hứng hay không chưa? Vẻ mặt Trinh Kiêu bình tĩnh, không hề sợ hãi ánh mắt âm trầm của Lưu Tào Khang, lạnh lùng nói. Mặc kệ anh ta cảm thấy thế nào, miễn tôi vui vẻ là được. Nói rất hay. Bỗng nhiên, một giọng nói hưng phấn vang lên. Một gã thanh niên mặc áo sơ mi hoa kẻ ô vuông, cả người lòe lẹt ôm một cô gái xinh đẹp đứng ở phía sau đám người Trinh Kiêu. Trinh Kiêu nhìn người tới, lập tức nhận ra thân phận của anh ta. Anh này tên là Lôi Hồng Húc, chính là con trai của Lôi Trấn Vũ. Nhìn sắc mặt hồng hào này, xem ra tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Tôi còn nói là ai dám giở trò xen vào việc của người khác trước mặt cậu Lưu. Hóa ra là Lôi giở hơi. Cậu cả Lôi. Lý Ngôn, ỷ có Lưu Tào Khang ở đây, bèn ra mặt chào phúng. Ba của Lưu Tào Khang là phó thị trưởng Hà Tây. Ba của Lôi Hồng Húc, Lôi Trần Vũ là thương nhân đứng đầu Hà Tây. Nghe nói hai bên cũng có chút quan hệ. Hai người đều thuộc cái vòng tròn đỉnh cấp ở Hà Tây này. Chỉ có điều, Lưu Tào Khang thì mang uy hiển hách. Còn Lôi Hồng Húc thì lúc nào cũng nổi tiếng là kẻ phóng đãng, trở thành trò cười. Người ta đặt cho anh một cái biệt danh là Lôi Giở Hơi. Người dám đứng về phía Trinh Kiêu bên này, mặc kệ hậu hỏa, trở thành kẻ địch của Lưu Tào Khang, không chắc cũng chỉ có mỗi tên lưu manh Lôi Hồng Húc. Lôi Hồng Húc nổi giận, không có chút phong độ nào, chỉ vào mũi của Lý Ngôn mà mắng. Lý chân chó, mày mà ở đây nói thêm một câu nữa, ông sẽ lập tức làm cho tập đoàn Trần Vũ ngừng hợp tác với nhà mày. Dựa theo tính cách của Lôi Hồng Húc, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, anh ta rất thích hợp để sinh tồn trong giới nhà giàu. Mà hết lần này tới lần khác, Lôi Trần Vũ lại chỉ sinh được một đứa con trai như thế. Trong tương lai hết thảy, nhà họ Lôi đều là của anh ta. Cho nên, nếu Lôi Hồng Húc quyết tâm muốn chặt đứt con đường hợp tác với nhà Lý Ngôn, Lôi Trần Vũ hơn phân nửa là sẽ đồng ý. Tuy rằng Lý Ngôn cũng là một phú nhị đại, nhưng anh ta nhiều lắm cũng chỉ chen vào vòng nhị lưu ở thành phố Hà Tây là cùng. Cho dù có Lưu Tào Khang che chở, anh ta cũng không dám đắc tội với một gã nhị thế tổ như Lôi Hồng Húc. Lý Ngôn đỏ mặt, trốn ở phía sau Lưu Tào Khang không dám lên tiếng. Lôi Hồng Húc tỏ ra đắc ý, khinh miệt quét mắt nhìn mấy người Lưu Tào Khang và Phương Hiểu Hy, dùng ngữ điệu châm chọc nói. Chậc chậc, các người đúng là mất mặt quá. Tôi ở bên kia quan sát hồi lâu, đối với hành động của mấy người còn cảm thấy hổn thẹn dù. Uổng cho mấy người còn là nhân vật có mặt mũi trong thế hệ trẻ ở Hà Tây, vậy mà chỉ vì muốn đối phó với một người bình thường, các người lại không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ban đầu các người cho rằng người ta không có tiền, cho nên cố ý gài bẫy bắt người ta tính tiền cho bằng được, nhân cơ hội để nhục nhã người ta. Nhưng bây giờ chắc các người không ngờ người ta có tiền phải không? Mà cái tên họ Lưu này còn không biết xấu hổ, chờ người ta thanh toán xong xuôi rồi mới lại nhảy ra giành thanh toán, có vẻ như vinh vào lắm. Thế nhưng, người ta chi tiền vì người phụ nữ của mình, dựa vào cái gì phải đưa hóa đơn cho anh? Anh định chen chân vào gia đình nhà người khác đấy à? Lúc vợ chồng son người ta vui vẻ ở đầu giường, lẽ nào anh còn muốn gần nhìn lén? Lôi Hồng Húc nói chuyện chẳng kiêng nể ai, khiến mặt mũi của ba cô gái đỏ bừng vì thẹn. Tôn Mạc vội vàng nhìn về phía Lưu Tào Khang, tựa như đang giải thích với anh ta mình không chung giường với Trinh Kiêu bao giờ. Lưu Tào Khang vội đáp trả cô bằng một ánh mắt an ủi, hiển nhiên là tin tưởng Tôn Mạc. Màn trao đổi ánh mắt của hai người, Trinh Kiêu đều nhìn thấy toàn bộ, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Lưu Tào Khang cứ muốn cắn chặt một người phụ nữ đã có chồng.
Nhất định là Tôn Mặc đã sớm kể lại tình trạng giữa hai người bọn họ cho Bưu Tào Khang biết. Nếu không có dì Lan ép buộc, chỉ e kiếp trước cô ta đã sớm đá mình liên tiếp đến 9 tầng mây rồi. Tuy rằng Lưu Tào Khang tin tưởng Tôn Mặc, nhưng thân là đại thiếu đẳng cấp Hà Tây mà lại bị lôi dở hơi làm lục nhục như vậy, Lưu Tào Khang tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ đó. Lôi dở hơi, từ trước tới giờ tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay anh đột nhiên vì một người xa lạ mà nhảy ra đối địch với tôi, anh có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Trong lời nói của Lưu Tào Khang không có tính uy hiếp, tuy rằng nhà họ Lôi thế lớn nhưng nhà họ Lưu của anh ta cũng không kém. Nếu thực sự muốn đấu, nhà họ Lôi cũng không chiếm được chỗ tốt. Lôi Hồng Húc tuy rằng tác phong không đàng hoàng nhưng không phải kẻ ngu xuẩn. Anh ta có thể đắc tội với Lưu Tào Khang nhưng sẽ không khai chiến với nhà họ Lưu. Ha ha ha, cậu cả Lưu, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi không muốn đắc tội với cậu cả Lưu anh đâu, tôi nào dám. Lôi Hồng Húc cười xấu xa nói. Lưu Tào Khang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối thủ tâm kế thâm trầm, đa mưu túc trí, anh ta không sợ. Thế nhưng loại người thường này, ra chiêu cũng theo lề lối như hôi Lôi Hồng Húc, lại không cần bắn mũi, mới khiến anh ta nhức hết cả đầu. Nếu cậu cả Lôi đã hiểu rõ điểm này, vậy thì là phiền rồi. Lôi Hồng Húc đã nói rõ, không muốn khai chiến với anh ta, Lưu Tào Khang cũng không định tiếp tục cãi cọ. Nhìn người quản lý, sắc mặt của Lưu Tào Khang âm trầm nở miệng nói. Tính tiền đi. Quản lý lại liếc nhìn Lôi Hồng Húc đang ôm người đẹp, thấy anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà không tra chỉ thị gì, lúc này mới vội vàng gật đầu, thận trọng nói. Vâng vâng, bây giờ tôi sẽ trả tiền cho vị khách này ngay lập tức. Tuy nhiên Lôi Hồng Húc cũng hét lớn một câu. Mắt chó của mày mù à, nhìn cho kỹ tấm thẻ nằm trên bàn kia kìa. Quản lý giật thót một cái, vội vàng quay sang nhìn Thu Ngân. Ánh mắt của đám người Lưu Tào Khang và Y Linh cũng tò mò nhìn về phía tấm thẻ tử kim nằm trên bàn. Thật ra Tôn Mạc đã từng nhìn thấy Trinh Kiêu móc tấm thẻ tử kim này ra ở Biển Nam rồi. Cô biết đây là thứ Lôi Trần Vũ cho anh, hình như rất quý trọng. Nhưng cô ta không biết cụ thể là trong thẻ có bao nhiêu tiền. Đây là... Đầu tiên là trên mặt quản lý lộ ra vẻ nghi hoặc. Lôi Hồng Húc tức giận một hồi, nhất thời khẳng định được suy đoán trong lòng. Má ơi, đây là thẻ tử kim chí tôn của Trịch Tịch Lôi. Quản lý trực tiếp sợ đến thất thanh nói. Lôi Trần Vũ từng vì ba tấm thẻ này mà đặc biệt mở đại hội mời công nhân viên đến dự họp. Tôi để tất cả nhân viên trong công ty đều biết tấm thẻ này. Hơn nữa, Lôi Trần Vũ còn từng nói, người có tấm thẻ này của ông khi mua sắm bất cứ thứ gì ở trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Trần Vũ đều sẽ được miễn thanh toán. Trung tâm thương mại này chính là sản nghiệp do công ty con của tập đoàn Trần Vũ mở ra. Thẻ tứ kim chí tôn, làm sao có thể? Lưu Tào Khang cũng thất thanh kêu lên, sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn sang Trinh Kiêu. Lý Ngôn không hiểu, thẻ tử kim chí tôn là cái gì? Sắc mặt Lưu Tào Khang âm trầm nói, là loại thẻ do Lôi Trần Vũ đặc biệt làm ra. Tổng cộng có 3 cái, một cái cho Mã Đại Lão Mã Tài, một cái cho thị trưởng đại nhân của thành phố Hà Tây. Lôi Trần Vũ đã từng nói, ông ấy sẽ biếu 3 tấm thẻ cho 3 người mà ông tôn kính nhất. Cái gì? Lần này ngay cả Lý Ngôn cũng bối rối. Người Lôi Trần Vũ tôn kính nhất, đưa mắt nhìn toàn bộ Hà Tây thì cũng chỉ có thị trưởng đại nhân và Mã Tài mà thôi. Hiện tại, Lôi Trần Vũ đại biểu tấm thẻ thứ 3 cho Trinh Kiêu. Chẳng phải trong mắt Lôi Trần Vũ, Trinh Kiêu trở thành một nhân vật có thể đứng ngang hàng với thị trưởng đại nhân, còn có thể có được đứng cả đại lão Mã Tài sao? Trò đùa này hơi quá rồi đấy. Lý Ngôn trợn mắt, há hốc mồm. Nghe Lưu Tào Khang giải thích xong, nhìn thấy cái vẻ khó coi trên mặt anh ta, hai người Vương Hiểu Hy và Triệu Cương cũng lộ ra biểu cảm khó có thể tin nổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của tuyệt thế Y Linh cũng đầy kinh ngạc. Hóa ra một Trinh Kiêu nhìn có vẻ bình thường lại có bối cảnh kinh khủng như vậy. Thời điểm Tôn Mạc tiếp xúc với tấm thẻ này ở Biển Lam lần đầu tiên, cô ta còn cho rằng thái độ của thư ký Dương đối với tấm thẻ còn có phần thận trọng quá mức. Ngày hôm nay, nhìn thấy ngay cả Lưu Tào Khang cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, cô ta mới hiểu thì ra tấm thẻ từ kim trước mắt này sang quý tới cỗ nào. Chỉ là mặc kệ ra sao, cô ta cũng không tài nào hiểu nổi. Trinh Kiêu có tài đức gì mà lại khiến Lôi Trần Vũ biếu một thứ chân quý như vậy? Trinh Kiêu, rốt cuộc tôi cũng hiểu rồi. Khó trách, từ sau khi trở về từ nhà họ Lôi, anh lại mang theo tư thái cao ngạo không ai bì nổi. Hóa ra tấm thẻ này chính là chỗ dựa của anh. Tôn Ngạc nhìn Trinh Kiêu lạnh lùng nói, tự cho là đã nhìn thấu Trinh Kiêu. Thế nhưng tôi vẫn không dùng câu nói kia. Thực lực của người khác suy cho cùng cũng là của người khác. Chỉ có chính mình mạnh mẽ mà thực sự mạnh mẽ.
Nhà hậu lôi có thể giúp anh trong chốc lát, nhưng không ai giúp được cả đời đâu. Cho nên tôi mong anh hãy nhận thức rõ xem mình là ai. Nếu không dựa vào nhà họ lôi che chở, anh căn bản không thể trêu chọc nổi. Đám người Lý Ngôn và Triệu Cương lần thứ hai ngẩng đầu lên thật cao. Vốn dĩ bọn họ bị tấm thẻ tử kim trong tay Trinh Kiêu làm chấn động, nhưng khi nghe Tôn Mạc nói, bọn họ nhất thời phản ứng lại. Nếu như không có nhà họ lôi che chở, Trinh Kiêu vẫn là một thằng vô dụng. Bản thân anh có tấm thẻ cũng không thay đổi được cái gì, trừ phi Lôi Trấn Vũ lần nào cũng có thể ra mặt thay cho anh. Lôi Hồng Húc thực sự rất ngứa mắt với hành động của Tôn Mạc, bèn phì cười một tiếng. Người phụ nữ này biết điều thật đấy, lúc nào cũng trợ giúp một người ngoài đả kích chồng mình. Ý cô muốn nói, Trinh Kiêu đắc tội không nổi cái gì người nhà cả Lưu này chứ. Không cần quanh co lòng vòng đâu, cứ nói thẳng, không phải là xong rồi à? Sắc mặt Tôn Mạc hết sức khó coi nhưng cũng không để ý tới Lôi Hồng Húc, chỉ lạnh lùng nhìn Trinh Kiêu. Trinh Kiêu thản nhiên liếc mắt nhìn cô, chưa từng biện giải câu nào, tựa như người khổng lồ nhìn xuống mấy con kiến hôi. Thứ tôi dựa căn bản không phải người như cô có thể tưởng tượng nổi. Nói xong, Trinh Kiêu không thèm để ý tới cô ta, xoay người quản lý lãnh đạm hỏi. Kết toán xong chưa? Xong rồi ạ. Quản lý vội vàng cúi đầu khom lưng với Trinh Kiêu, thái độ còn cung kính hơn gấp 10 lần so với đám người Lưu Tào Khang. À không, không phải, chưa kết xong ạ. Xin cậu chờ một chút. Nói thật nhanh xong, quản lý vội vàng chia hai tay cầm lấy tấm thẻ tử kim, thao tác gì đó trên máy tính ở quầy thu ngân phía sau một hồi. Thưa cậu là vị khách tôn quý nhất của chủ tịch Lôi chúng tôi. Về sau chỉ cần cậu cầm tấm thẻ này đến tiêu bất cứ gì ở trung tâm thương mại hoặc khách sạn nào thuộc tập đoàn Trấn Vũ, cậu đều có thể hưởng đãi ngộ miễn thanh toán. Tiền của cậu ta đã hoàn trả lại, không thiếu một đồng. Hiểu lầm vừa rồi mong là cậu có thể bỏ qua cho. Quản lý trưng ra vẻ mặt lấy lòng nhìn Trinh Kiêu, vô cùng hy vọng Trinh Kiêu tha thứ cho mình. Trinh Kiêu không thèm phản ứng với ông ta. Nếu như ở đây không phải công ty dưới trướng Lôi Trấn Vũ, nếu không phải anh trùng hợp có tấm thẻ này, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ bị bọn họ khi dễ. Vì thế, tay quản lý căn bản không đáng để đồng tình. Trinh Kiêu không thèm nhìn tính sổ là đã khoan dung lắm rồi. Trinh Kiêu thu hồi thẻ từ kim, không nghĩ tới tấm thẻ này còn dùng rất thuận tay. Anh cười như không cười được, quét mắt nhìn người nhìn Lưu Tào Khang. Cuối cùng, anh nhìn rơi vào Tôn Mạc, mặt không chút thay đổi nói. Có thể đi được chưa? Đi thôi, mua quần áo thôi mà cũng phiền phức như vậy, thật mất hứng. Vương Hiểu Hy oán giận lầm bầm một câu, lôi kéo Triệu Cương tức tôi đi tính tiền. Bọn họ muốn hạ nhục Trinh Kiêu, kết quả không những rước bực vào người, trái lại còn khiến Trinh Kiêu khoe mẽ một hồi, bây giờ lại thêm một tên Lôi Hùng Húc khó chơi nữa. Kết toán xong, Lý Ngôn lấy thấy Lưu Tào Khang dầu dĩ không vui, bỗng nhiên nở một nụ cười xấu xa. Được rồi, hôm nay chắc là Phỉ Thúy các có mở cửa đấy, hay là chúng ta đi chơi cái gì kích thích đi. Trinh Kiêu, nếu anh đã có tiền thì cậu muốn chơi cùng chúng tôi không? Lý Ngôn nhìn Trinh Kiêu nói với vẻ không có ý tốt. Vương Hiểu Hy lập tức khoác tay Tôn Mạc, nói, đúng rồi Mạc, tớ đã sớm nghe nói Phỉ Thúy Các nổi tiếng lắm, nhưng chưa từng qua đó bao giờ, nhân tiện hôm nay chúng ta cùng đi xem thử luôn nhé. Tiểu Linh Linh cùng đi đi, không được từ chối đâu đấy. Đây là đang cố tình ép Trinh Kiêu phải đi. Thấy Trinh Kiêu im lặng, không nói lên tiếng, Lý Ngôn khinh miệt cười nói, sao nào, không dám đi hay là không chơi nổi? Lôi Hồng Húc chợt cười to một tiếng, đi tới vỗ vai Trinh Kiêu nói, chơi thì chơi, hôm nay toàn bộ hóa đơn của anh cứ tính hết cho tôi. Mạnh dạn chơi chết bọn họ, sợ cái búa. Ba cô gái không nhịn được, đảo cặp mắt trắng dã. Bọn họ chưa từng thấy qua đại thiếu đỉnh cấp nào thô bạo như thế. Được, nếu cậu cả Lôi muốn dâng tiền cho chúng tôi nhất định không thể chối từ. Lý Ngôn đắc ý nói. Lôi Hồng Húc ngu cốc, lại nhiều tiền. 10 lần đánh bài thì 9 lần thua. Lý Ngôn vốn chỉ muốn nhân cơ hội này làm nhục Trinh Kiêu để lấy lòng Lưu Tào Khang thôi. Không ngờ Lôi Hồng Húc cũng muốn thò một chân vào. Nếu như có thể làm nhục Trinh Kiêu, hời được một mớ từ Lôi Hồng Húc, vậy thì chẳng phải toàn vẹn đôi bên. Trinh Kiêu bị Lôi Hồng Húc kéo lên trên tầng cao nhất ở trung tâm thương mại Đại Hoa Thế Kỷ. Phỉ Thủy Các Trường là một tổ thạch, bên trong còn có những loại hình giải trí khác. Nói trắng ra, đây là một sòng bạc mang danh trường đỗ thạch. Tuy nhiên, nơi này thuộc dạng cao cấp sang trọng, có thiết lập tiêu chuẩn thấp nhất. Người có khả năng tiến vào lệ tệ lắm thì cũng phải có giá trị chục tỷ.
Vì thế chỗ này không phải là một nơi xa hoa thác loạn như mấy sòng bạc ngầm ở trong phim truyền hình, cũng không có mấy người đàn ông vai u thịt bắp là hét om sòm. Đa phần những người chơi đùa bên trong đều là thân sĩ phú hào áo, mũ chỉnh tề. Vì thúy các vô cùng náo nhiệt nhưng lại ngay ngắn có trật tự. Muốn chơi gì cũng có, nghe nói được xây dựng chuyện theo quy tắc phổ biến ở Las Vegas. Lý Ngôn nhìn Trinh Kiêu, cười lạnh hỏi, chơi không? Trinh Kiêu không nói chuyện, Lôi Hồng Húc trả lời, chơi, ai không chơi chính là cháu trai. Ba cô gái Tôn Mạc lần đầu tiên tới đây, đối với mọi thứ đều vô cùng hiếu kỳ. Mấy người Lý Ngôn thì đi sang quầy phục vụ ở bên đôi kia đổi thẻ. Nhân viên mặc áo sơ mi trắng, cung kính chào hỏi, cậu Lý, anh đã tới. Xem ra Lý Ngôn chính là khách quen ở nơi này, khó trách anh ta có lòng tin như vậy, dám mời cả Trinh Kiêu đến. Đổi tỷ giữ thẻ cho mỗi người chúng tôi. Lý Ngôn chỉ vào Lưu Tào Khang và Triệu Cương nói, được, anh chờ một chút. Lý Ngôn đổi xong thì đến lượt Lôi Hồng Húc. Con hàng này trực tiếp tiến lại ghế chân cao ngồi xuống, tùy tiện nói, đổi cho hai người chúng tôi mỗi người 3 tỷ, nhớ ghi sổ. Về mặt ba người, Lý Ngôn ngơ ngác, đến sòng bạc ghi sổ có lẽ Lôi Hồng Húc là người đầu tiên. Vậy mà nhân viên phục vụ dường như đã sớm biết trước, trực tiếp tách đôi số thẻ trị giá 6 tỷ đưa ra tới trước mặt Lôi Hồng Húc. Sau khi đổi 6 tỷ, số tiền cậu đôi gửi còn có 84 tỷ. Đám người này, Lý Ngôn cạn lời luôn rồi. Thằng con phá gia này xem sòng bạc là ngân hàng sao? Vẻ mặt Lôi Hồng Húc vẫn rất bình thản, tựa như hết thấy điều là đương nhiên. Rõ ràng con số hàng này đã sớm quen rồi. Đấy, thẻ 3 tỷ đến trước mặt Trinh Kiêu. Lôi Hồng Húc móc ra một điếu xì gà, phục vụ lập tức nâng hai bàn tay châm thuốc cho anh ta. Lôi Hồng Húc rít lấy một hơi, nhả ra một vòng khói, hào phóng nói, Trinh Kiêu, cứ chơi thoải mái đi, thắng là của anh, còn thua tính cho tôi. Trinh Kiêu tiếp nhận đống thẻ, ném thẻ tử kim lên bàn nói, tôi không có thói quen, không làm mà hưởng. Phục vụ lướt nhìn Lôi Hồng Húc đang có chút kinh ngạc, vẻ mặt dò hỏi. Lôi Hồng Húc cười ha hả nói, được, nghe lời anh. Phục vụ cầm lấy thẻ của Trinh Kiêu cả 3 tỷ. Đám người Lý Ngôn nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc nói, thằng oắt này dám cả 3 tỷ mà mặt không đổi sắc chút nào. Sao tôi có cảm giác anh ta không giống cái tên vô dụng trước kia nhỉ? Triệu Vương cười lạnh. Phô trương ra vẻ cả thôi, lát nữa chút tiền ấy mất sạch, để xem anh ta còn bình tĩnh nổi không? Vương Hiểu Hy khoác tay Tôn Mạc, kinh ngạc nói, Mạc, tiền của Trinh Kiêu là cậu cho anh ta sao? 3 tỷ lận đấy, anh ta lấy tiền ở đâu ra? Sắc mặt Tôn Mạc lạnh lùng, giọng điệu trầm thấp, chắc là chủ tịch Lôi cho anh ta tiền. Chủ tịch Lôi lại còn cho tiền? Rốt cuộc Trinh Kiêu có chỗ nào đáng để ông ấy làm như vậy chứ? Vương Hiểu Hy không thể hiểu nổi. Đây cũng chính là vấn đề mà Tôn Mạc muốn biết. Cậu cả Lôi, hay là chúng ta chơi bốc cơ trước? Anh thấy sao? Lý Ngôn cười nói, tùy, mấy người muốn chơi cái gì, chúng ta chơi cái đó. Nét mặt Lôi Hồng Húc kiêu ngạo. Trinh Kiêu, còn anh thì sao? Lý Ngôn nhìn về phía Trinh Kiêu. Tùy, Trinh Kiêu bình thản đáp. Tôn Mạc nhíu mày, không nhịn được mà nhắc nhở, Trinh Kiêu, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Cho dù chủ tịch Lôi cho anh một ít tiền, nhưng chơi mấy trò bài bạc này, chút tiền đó chẳng ăn thua gì đâu. Lôi Hồng Húc cười xấu xa nói, ý cô là mang số tiền này về nhà được cố giữ mới là an toàn nhất, tin cậy nhất đúng không? Tôn Mạc đúng là có chút suy nghĩ này. Trinh Kiêu trên danh nghĩa là chồng của cô, tiền của Trinh Kiêu có một nửa là của cô. Thế nhưng khi bị Lôi Hồng Húc nói trúng tim đen, Tôn Mạc tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi không muốn nhìn thấy anh ta trắng tay ra về. Trinh Kiêu chỉ cảm thấy những lời này dối trá vô cùng, làm anh có chút mất kiên nhẫn. Bắt đầu đi. Được, chia bài đi. Lý Ngôn nói với nhân viên bên cạnh. Poker có thể nói là trò chơi bình thường nhất, thuộc dạng phổ biến với số đông, quy luật cũng đơn giản. Ngay cả người chưa từng vào sòng bạc như Trinh Kiêu cũng có thể hiểu được. Mấy người đàn ông ngồi trên chiếu bạc, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng giống như đang chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến sắp sửa xảy ra. Bầu không khí hết sức ngưng trọng. Mấy cô gái như Tôn Mạc đứng ở xung quanh quan sát tình huống. Chia bài xong, Lý Ngôn nói chuyện trước. Anh ta bốc hẳn một nắm thẻ, ném giữa bàn. 30 triệu. Theo. Triệu Cương cũng ném tới 30 triệu thẻ. Lưu Tào Khang trực tiếp ném thẻ, không nói chuyện. Trinh Kiêu cũng không nói gì, ném ra bàn 30 triệu thẻ.
Đến lượt Thô Lôi Hùng Húc, người này cười ha hả nói: "Chuyện tốt đi đôi, tôi 60 triệu. Xong hết một vòng, Triệu Cương mới bắt đầu ra xem bài. "Mẹ nó!" Triệu Cương mắng một câu, đánh bài xuống. Lý Ngôn cũng xem bài một chút, phát hiện của mình là một đôi năm, tính ra không lớn nhưng cũng không nhỏ. 300 triệu. Lý Tôn nâng giá. Có người xem bài, Lưu Tào Khang cũng xem. Thực ra anh cha chẳng mấy hứng thú với bài bạc, chơi đa phần chỉ dựa vào bản năng. Nhìn bài xong phát hiện mình lại là con chín lớn nhất, Lưu Tào Khang cũng đặt xuống. Lôi Hồng Húc nhìn bài, con tám khá lớn, phong tục một câu rồi ngả bài luôn. Chỉ còn lại Trinh Kiêu và Lý Ngôn. Trinh Kiêu vẫn không nhìn bài như cũ, anh bốc thêm 150 triệu thẻ ném ra bàn. Theo luật của poker, ai xem bài sẽ gấp đôi tiền đặt cược. Trinh Kiêu 150 triệu cũng đồng nghĩa Lý Ngôn phải trả 300 triệu. Chỉ còn lại một mình Trinh Kiêu, nhưng anh ta lại không xem bài. Phần thắng của Lý Ngôn là rất lớn. Lý Ngôn tự nhiên sẽ không hoảng hốt mà xem bài trước. "Theo, 300 triệu. Lý Ngôn nói. Trình Kiêu không do dự chút nào, trực tiếp ném thẻ ra giữa bàn. Lại qua mấy vòng, số thẻ lên trên bàn đã sắp xỉ hơn 3 tỷ. Cô gái, mấy điền xem đều kinh ngạc. Cô nàng đứng phía sau Lôi Hùng Húc, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Số tiền này có khi người bình thường hơn nửa đời cũng không kiếm ra nổi. Lý Ngôn có chút lo lắng, 1,5 tỷ thẻ của anh ta đã sớm hết sạch, bèn dùng thẻ của Triệu Cương. Vậy mà Trình Kiêu vẫn không xem bài, tựa như cực kỳ nắm chắc đối với chính mình. "Còn mẹ nó, thằng oắt này là một tay cờ bạc đấy à? Sao nó bình tĩnh dữ vậy?" Trong lòng Lý Ngôn thầm chửi. Lý Ngôn lại cắn răng theo tiếp mấy vòng, giờ thì ngay cả thẻ của Lưu Tào Khang anh ta cũng xài luôn. Thế Trinh Kiêu vẫn không có dấu hiệu muốn xem bài, anh ta chỉ có thể xấu hổ nói: "Xem bài." Bài được mở ra, Trinh Kiêu một đôi năm với một con ba. Trinh Kiêu cổ quá nhìn Lý Ngôn, mà sắc mặt Lý Ngôn nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, bàn tay cầm bài siết lại thành nắm đấm. "Tôi thua." Lý Ngôn trực tiếp vứt bài xuống đất, vẻ mặt âm ngoan trừng mắt nhìn Trinh Kiêu. "Ha ha ha, lợi hại." Đôi Hùng Húc vui vẻ cười to, giúp Trinh Kiêu kéo về một đống thẻ nằm ở giữa bàn. Một ván này, Trinh Kiêu thắng hơn 3 tỷ. Triệu Cương tò mò nhặt bài Lý Ngôn vứt dưới đất lên, lẩm bẩm: "Bài cậu rốt cuộc thế nào mà lại theo lâu thế?" Vừa cầm lên xem, Triệu Cương nhìn sang Lý Ngôn đang tức tối, trực tiếp bật cười. "Ha ha, Lý Ngôn, cậu gồng dữ quá rồi đó." Lưu Tào Khang cũng tò mò nhìn sang, phát hiện bài của Lý Ngôn lại giống hệt của Trinh Kiêu, cũng là một đôi năm và một con ba. Mà theo luật thì nếu bài giống nhau, người nào xem bài trước sẽ thua. Thảo nào Lý Ngôn tức như thế, cho dù bài của Trinh Kiêu lớn hơn một chút, trong lòng anh ta cũng đỡ tức hơn. Lôi Hùng Húc thò đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cười lớn chọc ghẹo: "Ha ha Lý Ngôn, còn mẹ nó, nếu như anh không ra bài, biết đâu người thắng là anh không chừng." "Trinh Kiêu, có phải anh biết bài của anh ta giống hệt bài anh, cho nên anh mới không ra bài không?" Lôi Hùng Húc tò mò hỏi. Trinh Kiêu thành thật gật đầu: "Đúng vậy." Lý Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Tôi không tin, tiếp tục." Lượt chia thứ hai, Trinh Kiêu trực tiếp ném thẻ ra giữa bàn, tăng số tiền cược một chút. Trinh Kiêu không xem bài, nhưng kết quả cuối cùng đều là anh ta thắng. Cứ như thế, Trinh Kiêu có một đôi mắt có khả năng nhìn thấu bài, anh nhìn được bài của tất cả mọi người. "Không chơi nữa." Triệu Cương đi đổi thẻ 5 lần rồi, mỗi lần 1,5 tỷ, 5 lần chính là 7 tỷ rưỡi. Chút tiền còm ấy của anh ta không càng đáng để đổi nữa. Lý Ngôn cũng kêu khổ không thôi. Anh ta đổi thẻ 3 lần, ngay cả 6 tỷ của Lưu Tào Khang anh ta cũng dùng luôn, tính ra là 15 tỷ rồi. Cho dù cha ruột của anh ta có tài sản hơn mấy trăm tỷ, 15 tỷ cũng không phải một con số nhỏ. "Ăn gian, chắc chắn là anh ta ăn gian, đổi cho khác." Lý Ngôn không dám tiếp tục nữa, nhưng lại không cam lòng chịu thua trước Trinh Kiêu, anh ta muốn đổi trò khác. Lôi Hùng Húc cười nói: "Đã thật, ngày hôm nay đã quá đi thôi, ha ha ha." "Trinh Kiêu, bọn họ nó muốn đổi trò, anh thấy thế nào?" Lôi Hùng Húc mở miệng hỏi. Hiện tại anh ta đã xem Trinh Kiêu như người dẫn dắt. Trinh Kiêu nói thế nào, anh ta làm thế đó. Trinh Kiêu thản nhiên nói: "Tùy tiện." Tuy hiện tại chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ, nhưng Trinh Kiêu luôn muốn nhìn thấu lá bài, thì chỉ cần dùng một phép thuật nhỏ là có thể làm được. Tiếp kế tiếp, mấy người lại chơi trò mặt cược. Bất cửu, đắng, nhưng Trinh Kiêu chơi ván nào cũng thắng, còn thắng đậm hơn cả chơi poker.
Dù sao chơi poker, tuy có thể nhìn thấu mặt bài, nhưng phải có vận may, bốc được lá bài điểm cao mới có thể thắng được. Còn cái phương pháp treo đầu dê bán thịt chó thì mặc dù Trinh Kiêu biết đấy, nhưng chẳng đáng để anh ta sẽ đem ra xài. Bằng không, nếu để cho mấy người bạn cũ ở giới tu tiên biết chuyện, còn không cười rụng răng mới là lạ. Các trò khác như đổ xúc xắc, Trinh Kiêu vừa nhìn đã biết ngay mấy điểm. Mặt trược chưa ra bài anh ta đã biết, con gì, muốn không thắng cũng khó. Không chơi nữa, con mẹ nó, như vậy còn chơi kiểu gì? Lý Ngôn tức muốn ói máu, tính đi tính lại, anh ta đã thua hơn 24 tỷ. Nếu để cho ông già anh ta biết được, con số này chỉ sợ là sẽ chặt luôn cặp giò của anh ta. Triệu Cương âm trầm nhìn chằm chằm Trinh Kiêu, nhỏ giọng thì thào với Lý Ngôn và Lưu Tào Kha. Thằng oắt này lạ lắm. Lý Ngôn tức giận nói, ai chẳng biết nó lạ, nào có người nào may mắn tới mức đó, chơi trò nào cũng chỉ thắng chứ không thua. Triệu Cương suy nghĩ nói, chắc chắn là nó ăn gian. Đúng vậy, vấn đề là chúng ta không tìm được bằng chứng nó ăn gian. Lý Ngôn cực kỳ khó chịu. Lôi Hùng Húc nhìn Trinh Kiêu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, hưng phấn reo, Trinh Kiêu, không ngờ anh không chỉ giỏi y thuật mà còn là một cao thủ đánh bài. Anh nhận tôi làm đồ đệ đi. Nếu như tôi học được thuật đánh bài thần kỳ của anh, về sau tôi có thể chơi chết cái đám cặn bã Lý Ngôn kia rồi. Lý Ngôn có một loại kích động muốn phun ra máu. Ánh mắt của Y Linh nhìn Trinh Kiêu cũng đong đầy hứng thú. Cô cảm thấy có lẽ trên người Trinh Kiêu có rất nhiều bí mật. Sắc mặt của Tôn Mạc cũng trở nên phức tạp. Vốn dĩ Trinh Kiêu không nghe lời khuyên của cô ta còn định chờ Trinh Kiêu thua sạch tiền thì ít có thể ra sức nhục nhã anh. Đả kích cái bộ dạng kiêu căng của anh 2 ngày nay, không ngờ là một Trinh Kiêu còn chưa từng vào sòng bạc, lần nào lại có lại thuật đánh bài cao minh như thế. Chẳng những Trinh Kiêu không thua mà còn thắng đến vài ván. Rõ ràng đây chính là tát thẳng vào mặt của Tôn Mạc. Sắc mặt của Lưu Tào Khang khó coi tới cực điểm. Anh ta không nghĩ một thằng vô dụng bất tài mà trước đây mình chẳng bao giờ để mắt lại nay khiến mình số mặt liên tục. Chắc gì nó đánh bài cao mình thật, chẳng qua là do nó không cực cái khác. Lưu Tào Khang âm trầm nói. Lý Ngôn giống như có bóng ma trong lòng, không tình nguyện lên tiếng. Không phải đâu cậu Lưu, anh có muốn cược không? Lưu Tào Khang trừng mắt nhìn anh ta. Cược, đương nhiên là muốn cược, nhưng không phải để cậu đem tiền đi cho không. Có điều, chúng ta chơi đổ thạch. Đổ thạch? Hai mắt Lý Ngôn và Triệu Cương đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, sao tôi có thể quên mất tiết mục lớn nhất Phỉ Thúy Hành này chứ? Cho dù đánh bài cao minh, trong lúc đánh cược thạch, nó cũng không có cách nào gian lận. Lý Ngôn hưng phấn nói. Vẫn là cậu Lưu có cách, bội phục, bội phục. Lý Ngôn nhân cơ hội nịnh bợ. Lưu Tào Khang nhảy mắt đối với Lý Ngôn lập tức ngẩng đầu lên, trưng ra cái biểu cảm ngạo mạn nhìn Trinh Kiêu, kêu, Trinh Kiêu, có dám đi qua khu đổ thạch bên kia không? Chúng ta chơi lớn. Khu đổ thạch? Mấy cô nàng Tôn Mạc cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ đều từng nghe qua sự thần bí của đổ thạch. Nghe nói ai có vận khí tốt thì có thể phất lên chỉ trong một đêm. Nhưng nếu như vậy, vận khí không tốt thì cũng có thể tán ra bại sản, đi tong cả tỷ, mất luôn vốn gốc chỉ trong một đêm. Trinh Kiêu còn chưa lên tiếng, Lôi Hồng Húc đã trực tiếp đồng ý thay anh. Được, tôi thay Trinh Kiêu đáp ứng các người. Các người đã muốn đưa tiền thì chúng ta đương nhiên là ai cũng không từ chối. Nói xong, Lôi Hồng Húc quay đầu nhìn về phía Trinh Kiêu, cười gian nói. Trinh Kiêu, bây giờ trong tay anh cũng có đến mấy tỷ, chơi với bọn họ một chút, nếu như thiếu thì để tôi chi tiền phụ anh. Không cần, tôi sẽ không thua. Trinh Kiêu nói xong thì nhìn về phía Lý Ngôn, cất giọng bình thản, dẫn đường đi. Lôi Hồng Húc sùng bái tán thưởng, quá khí phách, quả nhiên không hổ là thần tượng của Lôi Hồng Húc tôi. Có gan đấy. Lý Ngôn cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm đắc ý, đợi lát nữa chơi đổ thạch, tao sẽ bắt mày phải ói ra gấp đôi. Ngay khi mấy người chuẩn bị đi đến khu đổ thạch, đương nhiên có một giọng nói vang lên, xin chờ một chút. Đám người Trinh Kiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thử xem người vừa lên tiếng là ai. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi đen, ông ta khá thấp, hẳn là cao không tới 1m6. Mà làm cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là tay trái của ông ta có tới 6 ngón. Người anh em này, xin dừng bước. Người đàn ông trung niên, 6 ngón tay vội vã bước nhanh, đi tới trước người Trinh Kiêu 1 mét thì dừng lại. Đối với những người xung quanh thì ông ta làm như không thấy. Có việc gì sao? Trinh Kiêu thản nhiên hỏi. Người đàn ông khom mình hành lễ, trên mặt nở một nụ cười thân thiện. Tôi là Ngô Quốc Thuận, quản lý ở chỗ này.
Tôi vừa xem camera giám sát thì thấy thuật đánh bài của cậu đây rất cao minh. Cảm thấy hứng thú nên mới mạo muội đến xin cậu để lại phương thức liên lạc. Lôi Hồng Húc nhìn Ngô Quốc Thuận, bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngô Quốc Thuận, sao tôi có cảm giác mình từng nghe qua cái tên này ở đâu ấy nhỉ? Đột nhiên, Lôi Hồng Húc hú lên một tiếng quái dị, trợn to hai mắt nhìn Ngô Quốc Thuận. Ông chính là đồ thần sáu ngón Ngô Quốc Thuận, chẳng trách tôi cảm thấy tên ông rất quen tai. Ngô Quốc Thuận liếc nhìn Lôi Hồng Húc, mỉm cười nói, cậu cả Lôi có trí nhớ rất thật tốt. Sắc mặt của Lưu Tào Khang kinh hoàng, thấp trầm giọng nói, không ngờ lại gặp được đồ thần sáu ngón ở đây, chuyến này coi như không tệ. Ngô Quốc Thuận quay sang Lưu Tào Khang, khẽ vuốt cằm, cười nói, cậu cả Lưu phong thái vẫn như trước. Lý Ngôn và Triệu Cương chưa từng nghe qua danh tiếng của đồ thần sáu ngón. Hai người nhìn Lưu Tào Khang thắc mắc hỏi, cậu Lưu, đồ thần sáu ngón là người thế nào? Trợ thủ đắc lực của đại lão Tạ Thiên Hoa ở thành phố Vị Hà, đệ nhất cao thủ giới đồ thuật ở Lĩnh Nam. Lưu Tào Khang chậm rãi nói, vẻ mặt của Lý Ngôn và Triệu Cương khiếp sợ, chỉ cần ba chữ Tạ Thiên Hoa cũng đủ để bọn họ kính nể. Tạ Thiên Hoa của Vị Hà là nhân vật cung cấp bậc với mã tài của Hà Tây, địa vị còn cao hơn rất nhiều so với Lôi Trần Vũ. Đó mới thực sự là một đại nhân vật mà chỉ cần dẫm chân một cái, cả thành phố liền chấn động. Tuy nhiên, sau khi nghe Trinh Kiêu nghe xong thân phận của Ngô Quốc Thuận, anh chỉ thản nhiên nhìn ông ta, không nể mặt chút nào dù chỉ là nửa phần. Tôi thích yên tĩnh. Nụ cười trên mặt của Ngô Quốc Thuận cứng đờ. Ông ta vậy mà lại bị cự tuyệt. Tình huống này là lần đầu tiên Ngô Quốc Thuận sinh thời gặp phải. Đặc biệt hơn còn là sau khi Trinh Kiêu nghe xong thân phận của ông ta rồi mới cự tuyệt. Tí Ngôn và Triệu Cương thiếu chút nữa là bị nghẹn chết bởi nước bọt của chính mình. Có lầm không vậy? Cậu ta vậy mà lại cự tuyệt. Ngay cả Lưu Tào Khang cũng không dám tin tưởng, ánh mắt nhìn Trinh Kiêu giống đưa đang nhìn một thằng ngu. Phía sau Ngô Quốc Thuận chính là đại lão Tạ Thiên Hoa của Vị Hà đấy. Một cơ hội kết giao tốt như thế lại bị Trinh Kiêu cự tuyệt. Tuân Mạc giận đến mức hai tay phát run. Tuy rằng cô ta không biết rõ thân phận của Ngô Quốc Thuận, nhưng cô ta từng nghe nói qua danh tiếng của ông Mã Tài. Tạ Thiên Hoa có thân phận và địa vị ngang Mã Tài, đó là đại nhân vật mà ngay cả Lô Trần Vũ đều phải chạy theo để nịnh bợ. Vậy mà trợ thủ của người ta tự mình kết giao với Trinh Kiêu, Trinh Kiêu lại cự tuyệt. Trinh Kiêu, anh có biết ông ấy là ai không? Cho dù anh có Lô Trần Vũ làm chỗ dựa vững chắc thì cũng đắc tội không nổi. Tuân Mạc thực sự không nhịn nổi nữa, cô ta tức giận quát lên. Trinh Kiêu hờ hững nhìn cô ta. Vậy cô biết tôi là ai không? Lời vừa nói ra, trên người Trinh Kiêu không tự chủ tản mạt một phát, một loạt thế vô hình thoát ra. Uy áp của đại đế tương sinh chấn khiếp vạn giới. Cho dù sống lại một đời nhưng không cúi đầu trước bất cứ ai. Anh, trong lòng Tuân Mạc cả kính. Cô ta cảm giác được Trinh Kiêu đột nhiên thay đổi, như biến thành một ngọn núi to, làm cho cô ta không dám nhìn thẳng. Gương mặt của Tuân Mạc tái nhợt, một câu nói cũng không nói nổi. Hiện tại cô ta hết sức thất vọng đối với Trình Kiêu. Nhưng đồng thời trong lòng của Tuân Mạc cũng hơi ngạc nhiên. Trình Kiêu, chỗ dựa của anh rốt cuộc là cái gì? Còn muốn đổ thạch không? Trình Kiêu nhìn về phía Lý Ngôn đang ngây người, dùng một câu. Đổ, đương nhiên là đổ, đi thôi. Lý Ngôn đi trước dẫn đường. Y Linh nhìn bóng lưng cao ngạo của Trình Kiêu, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thật là một người kỳ quái. Trên mặt Lôi Hồng Húc tràn ngập vẻ sùng bái, trong lòng hưng phấn xưa nay chưa từng có. Chậc chậc, quá khí phách, quá cá tính. Quả nhiên là thần tượng Lôi Hồng Húc tôi sùng bái, anh Tuấn đến cùng cực. Chờ mấy người Trinh Kiêu đi rồi, một thanh niên áo đen, sắc mặt ảm đạm, lặng lẽ không nói một tiếng động, đi tới bước bên cạnh Ngô Quốc Thuận, thấp giọng hỏi, có muốn dạy dỗ anh ta một chút không? Ngô Quốc Thuận lắc đầu, biểu cảm nghiêm túc. Không được, dựa vào trực giác nhiều năm của tôi, anh chàng đó tuyệt đối không phải là người bình thường. Trước tiên không được đắc tội. Vâng. Phỉ Thúy Các, tên của khu đổ thạch. Sòng bạc trước đó thực ra chỉ là một phần phụ cho khu đổ thạch này. Đổ thạch mới là bảo vật, trấn các của Phỉ Thúy Các. Khu đổ thạch chiếm diện tích lớn hơn sòng bạc mà mấy người Trinh Kiêu vừa chơi tận hai lần. Đại sảnh rộng rãi trống trơn, chính là nơi cất giữ những nguyên thạch. Mỗi một khối nguyên thạch đều được niêm yết giá, nhưng mấy nguyên thạch ở bên ngoài chẳng được coi trọng mấy. Còn nguyên thạch thực sự có tỷ lệ cắt ra, bảo thạch cực phẩm đã sớm được thu hồi, sau đó tiến hành bán đấu giá. Nhờ vào thủ đoạn này của các tay bán đấu giá thu hoạch lợi ích rất lớn.
Đám người vừa đến thì đã có một cô nhân viên mặc sườn xám màu đỏ, khí chất xuất chúng, đi tới nói, nở nụ cười mang theo chức nghiệp. Các vị tới thật đúng lúc, một vòng bán đấu giá nguyên thạch mới sẽ lập tức bắt đầu. Nghe nói lần này nguyên thạch được trở từ miến tộc xa xôi tới đây, nói không chừng sẽ được cắt ra để bảo thạch cực phẩm. Ồ, vậy thì tốt. Lý Ngôn mỉm cười, nhìn về phía Trinh Kiêu và Lôi Hồng Húc lạnh lùng nói, cậu cả Lôi, mời. Sợ anh chắc. Lôi Hồng Húc ôm người đẹp, hút xì gà, ngành ngàng tiến ra giữa sân. Lý Ngôn và Lưu Tào Khang đi theo sau Lôi Hồng Húc. Lúc này Y Linh đã tràn ngập tò mò đối với Trinh Kiêu, trong đó vô thức cô lại có chút bận tâm đến anh. Y Linh cố ý đi chậm, lúc đi ngang qua bên cạnh Trình Kiêu, cô lặng lẽ nhỏ giọng nhắc nhở. Trình Kiêu, từng nghe nói đổ thạch rất dễ thua lỗ, 10 lần đánh cược là 9 lần thua. Anh không nên hành động theo cảm tính, đừng cương với bọn họ nữa. Nói xong, Y Linh vội vàng đuổi theo mấy người tôn mạc. Trình Kiêu nhìn bóng lưng duyên dáng của Y Linh, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Cô nhóc Y Linh này coi vậy mà lòng dạ thiện lương. Chỉ tiếc kết cục kiếp trước của cô quá mức bi thảm, đời này mình nhất định phải giúp cô ấy thay đổi số phận. Nhưng bây giờ giữa mình và cô ấy còn chưa thân lắm, chỉ có thể tìm cơ hội nhắc nhở một chút, không để cho cô ấy dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Phía trước đại sảnh là một sân khấu, ở dưới có hơn 100 cái ghế, hiện tại có không ít người ngồi. Trình Kiêu và Lôi Hồng Húc tìm một chỗ ngồi xuống, Tu Tào Khang và Tôn Mạc ngồi ở bên kia, cố ý giữ một khoảng cách đối với hai người Trinh Kiêu. Lý Ngôn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trinh Kiêu, trong lòng không nhịn được, có chút lo ngại. Trận thua đậm trước đó đã khiến anh ta ám ảnh. Triệu Cương, anh nói thằng oắt đó có khi nào cũng giành đổ thạch không? Lý Ngôn hỏi. Triệu Cương sừng sốt một chút nói, không thể nào, chẳng phải anh ta chỉ là một kẻ bất tài sao? Đổ thạch đốt tiền như thế, sao anh ta chơi nổi? Vương Hiểu Hy nói, ai nha, mọi người muốn biết Trinh Kiêu giành đổ thạch hay không thì chỉ cần hỏi Mạc là được mà. Đúng vậy, chắc chắn Mạc hiểu rõ cái thằng đó nhất. Lý Ngôn vui vẻ nói, ánh mắt của Lưu Tàu Khang cũng không nhịn được mà chú ý tới Tôn Mạc. Tôn Mạc liếc nhìn sang Trinh Kiêu nói, anh ta chưa bao giờ đến mấy chỗ đổ thạch như này, ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không biết tí gì đâu, mọi người cứ yên tâm. Lý Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi Hùng Húc ở bên cạnh bắt đầu phổ cập kiến thức về đổ thạch cho Trình Kiêu. Chính là mọi người bỏ tiền ra mua một khối đá bình thường, nếu như bên trong có bảo thạch, vậy thì lời to. Còn nếu như không có thì mất luôn cả vốn. Tôi nói vậy anh đã hiểu chưa? Tôi Hùng Húc dùng cả tay cả chân để giải thích cho Trình Kiêu. Trình Kiêu gật đầu nói, hiểu rồi. Đại ca, anh ngay cả đổ thạch là cái gì cũng không biết, sao lại dám đồng ý chơi với bọn họ chứ? Lôi Hồng Húc cạn lời, vốn tưởng rằng Trinh Kiêu đánh bài lợi hại như vậy, đối với đổ thạch khẳng định cũng tinh thông, không ngờ Trinh Kiêu hoàn toàn là một người bình thường. Trinh Kiêu thản nhiên nhìn Lôi Hồng Húc, nói, không phải bây giờ tôi đã biết rồi à? Thần tượng, quả không hổ là thần tượng của tôi, có cá tính. Lôi Hồng Húc trưng ra vẻ mặt sùng bái, anh ta cảm thấy cái loại thái độ tràn ngập tự tin, không coi ra gì của Trinh Kiêu thực sự quá làm cho anh ta mê muội. Hơn nữa, thứ vốn dễ khiến người khác chán ghét đặt ở trên người Trinh Kiêu lại làm cho Lôi Hồng Húc có cảm giác đó là đương nhiên. Dường như Trinh Kiêu vốn có dáng vẻ không ai bi nổi đó. Hoan nghênh các vị đến đây cổ động, lời vô ích tôi cũng không muốn nói nhiều. Lần này có mấy khối nguyên thạch được trở từ miễn tộc xa xôi đến đây, khả năng cao sẽ được cắt ra có bảo thạch cực phẩm. Về phần ai đó sẽ có được may mắn này, xin mời quý vị khán giả cùng chờ xem. Trên bục cao, người đàn ông trung niên phụ trách chủ trì buổi đấu giá mỉm cười giới thiệu đơn giản. Sau khi nói xong, ông ta lập tức vỗ tay, xin mời, đưa khối nguyên thạch thứ nhất lên sân khấu. Cô nhân viên mặc sườn xám màu đỏ bưng ra một cái khay đựng có một khối nguyên thạch được đắp vải đỏ bước lên bục. Người chủ trì dùng hai tay nhẹ nhàng xốc vải đỏ, một khối nguyên thạch hình quả bóng, bề ngoài hơi ánh màu xanh biếc, xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là khối nguyên thạch thứ nhất. Giá khởi điểm 3 tỷ, mỗi lần tăng giá 300 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ trì vừa dứt lời, một ông già hơi mập ngồi ở hàng đầu tiên lập tức nói, khối nguyên thạch này nhìn bề ngoài đã toát ra ánh xanh, trong nguyên thạch ắt có thượng phẩm, rất có thể sẽ cắt được bảo thạch cực phẩm, tôi ra 4 tỷ rưỡi. Một ông già khác mặc áo sơ mi màu xám cười ha hả, ông chủ bao có mắt nhìn tốt nhỉ,
khối nguyên thạch này đúng là thượng phẩm, cho nên 4 tỷ rưỡi ít quá, tôi ra 6 tỷ. Khối nguyên thạch thứ nhất vừa ra đã khiến cho hai người tranh đoạt, những người còn lại nhất thời nghị luận âm ỉ. Ông chủ bao gì đó, có phải cái người có biệt hiệu bao thần thám đó không? Có người nhận ra đây là thân Phật, phận của ông chủ bao. Đúng đấy, đó chính là bao thần thám. Ông ta là một nhân vật rất giỏi trong giới đồ thạch ở Hà Tây đó nha. Người ta tặng cho biệt hiệu bao thần thám, chuyên dò được bảo thạch cực phẩm. Đã từng ra giá 1 tỷ rưỡi cắt được hai khối đế vương lục, trực tiếp lời gấp 100 lần. Mà cái ông già mặc áo sơ mi xám kia cũng không đơn giản đâu. Nếu như tôi không nhầm, ông ta chính là Tôn Bán Thành, Tôn Bán Tiên trong giới đổ thạch. Nguyên thạch mà hai người này nhìn chúng, hơn phân nửa là sẽ không tệ. Tôi ra giá 6,3 tỷ. Một người đàn ông trung niên la lớn. Lôi Hồng Húc nhìn sang Trinh Kiêu nói, bao thần thám và Tôn Bán Tiền vung tay. Khối nguyên thạch này khẳng định là bất phàm. Tôi ra 9 tỷ. Lôi Hồng Húc sốt ruột quát to một tiếng. Phía đối diện, đám người Lý Ngôn liếc nhìn Lôi Hồng Húc. Lý Ngôn nói, Lôi Hồng Húc nhất định là nhìn chúng uy danh của bát thần thám và Tôn Bán Tiên nên mới nghĩ của nguyên thạch này đáng giá, chúng ta không thể để anh ta được như ý. Tôi ra 10 tỷ rưỡi. Lý Ngôn khất to. Lôi Hồng Húc lập tức căng giá, 12 tỷ. Sau đó còn khiêu khích nhìn về phía Lý Ngôn. Lý Ngôn thầm mắng một tiếng, nhìn sang Lưu Tào Khang nói, cậu Lưu, anh thấy khối nguyên thạch này thế nào? Lưu Tào Khang từng có một ít nghiên cứu về đồ thạch. Anh ta nhìn chằm chằm vào khối đá trên sân khấu một hồi nói, nguyên thạch có kích thước này cũng khá hiếm đấy. Đấy là tầng ngoài đã xuất hiện ánh xanh. Hơn nữa, ba thần thám và Tôn Bán Tiên cũng bắt đầu tranh đoạt, hẳn là không sai đâu. Nghe Lưu Tào Khang phân tích xong, Lý Ngôn thật gật đầu, tiếp tục tăng giá. Tôi ra 15 tỷ. Bao thần thám kêu lên, 15,3 tỷ. Đôi Hùng Húc vừa định há mồm, chuẩn bị tăng thẳng đến 18 tỷ. Trình Kiều bỗng nhiên nói, đừng tăng nữa. Lôi Hùng Húc nhìn Trinh Kiêu hỏi, vì sao? Đây chính là nguyên thạch mà cả bao thần thám và Tôn Bán Tiên đều nhìn chúng. Lôi Hùng Húc cho rằng Trinh Kiêu chưa từng nghe qua uy danh của hai người này, lại bổ sung một câu, hai người bọn họ đều là cao nhân trong giới đổ thạch, ánh mắt hết sức chuẩn xác, nguyên thạch bọn họ nhìn chúng chỉ có lời chứ không có lỗ. Trinh Kiêu không dao động chút nào, vẫn bình thản nói, nếu như tin tưởng tôi thì đừng tăng thêm. Lôi Hồng Húc nhìn khối nguyên thạch mặt ngoài hiện lên màu xanh lục kia, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trinh Kiêu một chút. Cuối cùng, Lôi Hồng Húc lựa chọn tin tưởng Trinh Kiêu. Được, anh là thần tượng của tôi tin tưởng anh. Nhưng mà cũng không thể để cho cái thằng ngu Lý Ngôn đó nhận được tiện nghi. Thực ra trong tiềm thức, Lôi Hồng Hiếp vẫn tương đối tin tưởng bao thần thám và Tôn Bán Tiên hơn. Về phần nghe theo Trình Kiêu, chẳng qua là vì tình cảm Trình Kiêu đánh bài trước đó đã khiến Lôi Hồng Húc quá mức chấn động mà thôi. Khuôn mặt Trình Kiêu lạnh nhạt vô cảm, bình tĩnh nhìn khối nguyên thạch kia. Tuy anh không hiểu về mấy đồ thạch, nhưng bằng vào cảm ứng của người tu tiên và đối với nguyên khí trong thiên địa, Trình Kiêu có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa trong khối đá kia rất yếu ớt. Ngược lại, trong số nguyên thạch được trưng bày ở bên ngoài có tới mấy khối nguyên khí thiên địa rất nồng đậm. Trình Kiêu phán đoán như thế này. Nếu là bảo thạch cực phẩm thì chắc hẳn bên trong sẽ ẩn chứa nhiều nguyên khí thiên địa. Chỉ có điều bởi vì thuộc tính bất đồng nên hình thái hiện ra cũng không giống nhau. Tỷ như thuộc tính hỏa, đó chính là ruby. Thuộc tính mộc, đó chính là đế vương lục, vân vân. Mà nhìn từ bên ngoài thì khối nguyên thạch chẳng khác nào hòn đá bình thường là mấy, không có ánh xanh nên mới không được coi trọng. Giả sử bên trong một khối nguyên thạch cất giấu bảo thạch đế vương lục thì đáng nhẽ tầng ngoài phải xuất hiện ánh sáng xanh mới đúng. Đây chính là tiêu chuẩn định giá nguyên thạch của phần đông mọi người. Đương nhiên, cũng có những cao thủ có thể dựa vào chất liệu để phán đoán, nhưng những người như thế thực sự quá ít. Hơn nữa, họ cũng không đổ thạch ở một địa phương nhỏ bé như thế này. Đa phần đều sẽ đến những nơi có tỷ lệ khai thác nguyên thạch cắt được bảo thạch cao. Đàm Lý Ngôn vẫn còn tiếp tục tăng giá, đảo mắt giá của khối nguyên thạch đã tăng đến 18,9 tỷ. Nhưng nếu thật sự có thể cắt được bảo thạch cực phẩm, giá trị sẽ lập tức vọt lên mấy chục tỷ, thậm chí là hơn 100 tỷ. Cho nên khối nguyên thạch này vẫn còn có thể tăng giá. Bao thần thám giơ tay tiếp tục báo giá, 19 tỷ rưỡi. Tôn Bán Tiên trừng mắt nhìn ông ta, hử lạnh nói, giá trị của khối nguyên thạch này nhiều nhất cũng chỉ 21 tỷ. Nếu như mạo hiểm quá lớn, lỡ chỉ là một khối phế liệu thì lại mất cả chi lẫn chài. Tôi ra
19,8 tỷ. Bao thần thám lắc đầu nói, quan điểm của tôi và ông không giống nhau, đổ thạch chính là dựa vào đánh cược. Nếu thật sự cắt được đế vương lục, vậy chẳng phải lời lớn rồi sao? Nhưng nhiều lắm, tôi chỉ tăng thêm 300 triệu thôi, 20,1 tỷ. Tôi bán tiên nói, tặng cho ông đấy, phía sau khẳng định còn có nguyên thạch tốt hơn. Lý Ngôn nhìn về phía Lưu Tào Khang hỏi, cậu Lưu, anh cảm thấy có thể tăng giá nữa không? Lưu Tào Khang nhìn khối nguyên thạch kia một chút, trầm tư vài giây nói, nếu đã cược thì tất nhiên phải mạnh tay chơi lớn một lần. Hơn nữa, mấy vòng đấu giá vừa rồi, Lôi Hùng Húc cũng không hé răng. Tôi đoán nhất định là anh ta đang muốn đợi đến phút cuối cùng, giải quyết dứt khoát đi. Lý Ngôn gật đầu, giơ tay lên hô to, tôi ra 20,4 tỷ. Những người xung quanh liếc mắt nhìn Lý Ngôn, có vài người lắc đầu, vài người khác thở dài, hiển nhiên là định từ bỏ. Bao thần thám và Tôn Bán Tiên cũng từ bỏ. 20,4 tỷ lần đầu tiên, 20,4 tỷ lần thứ hai, có người nào ra giá nữa không? Lúc này, khóe môi Lôi Hùng Húc chợt lộ ra một nụ cười xấu xa, đột nhiên giơ tay lên, lười biếng nói, 21 tỷ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Lôi Hùng Húc, có người nhận ra thân phận của anh. Đây không phải là đại thiếu gia nhà họ Lôi sao? Con trai Lôi Trấn Vũ quả nhiên nhiều tiền chịu chơi. 21 tỷ, nếu như không cắt được đế vương lục thì anh ta lỗ lớn. Ha ha, 21 tỷ đối với người khác mà nói đã là thương cân động cốt rồi. Thế nhưng đối với cậu cả Lôi, người ta thì chẳng đáng kể chút nào. Lỗ thì lỗ thôi, người ta căn bản không quan tâm. Sắc mặt của Lý Ngôn hết sức khó coi, anh ta tức tối nhìn trừng mắt nhìn Lôi Hồng Húc. Khả năng cao khối nguyên thạch này cắt được bảo thạch cực phẩm là rất lớn, thế nhưng tỷ lệ thua lỗ cũng không nhỏ. Cậu Lưu làm sao bây giờ? Lý Ngôn không muốn buông tha khối nguyên thạch này, nhất là phải nhận thua Lôi Hồng Húc. Lưu Tào Khang vút cằm, ánh mắt chăm chú nhìn khối nguyên thạch kia, nói, không thể từ bỏ khối nguyên thạch này, nhưng tăng giá cũng phải để ý sách lược. Nếu như mỗi lần cậu chỉ tăng 300 triệu, Lôi Hùng Húc cũng sẽ nhất định tăng 300 triệu theo, như vậy sẽ kéo giá trị của nguyên thạch ngày càng cao. Lý Ngôn liếc nhìn với vẻ mặt khiêu khích của Lôi Hùng Húc ở phía đối diện, sốt ruột nói, vậy thì phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là Lôi dở hơi muốn tranh đến với chúng ta đến cùng. Lưu Tào Khang nói, cậu trực tiếp tăng giá đến 24 tỷ, một lần lên thẳng 3 tỷ, cho dù là Lôi dở hơi muốn tăng thì cũng phải suy nghĩ một chút. Lý Ngôn hỏi, nếu như Lôi Hùng Húc vẫn tiếp tục tăng giá thì sao? Thì để lại cho anh ta. Lý Ngôn gật đầu, biện pháp này nghe cũng ổn đấy. Ở phía đối diện, Lôi Hùng Húc nhìn Lý Ngôn, vẻ mặt phách lối kêu, Lý Ngôn, tăng giá đi, mặc kệ anh tăng giá bao nhiêu, tôi đều sẽ ra giá cao hơn. Tôi chính là muốn chèn ép anh. Lý Ngôn lại lùng cười, giơ tay lên hô to, 24 tỷ. Cái gì? Thằng nhóc này điên rồi, hay là choáng váng? Một lần tăng tận 3 tỷ, từ đầu tới giờ cũng không có người nào tăng giá kinh khủng như thế. Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Ngôn hơi đắc ý, nhìn Lôi Hồng Húc, cười lạnh nói, cậu cả Lôi, nếu như anh tiếp tục tăng giá, tôi nhường anh. Không ngờ, Lôi Hồng Húc mới lại cười ha hả một tiếng, đảo trong mắt nói, chỉ có đồ ngu mới đi mua một khối phế liệu, tôi chỉ muốn bẫy anh một chút thôi, ha ha. Anh, lúc này Lý Ngôn mới hiểu ra mình đã bị lừa, Lôi Hùng Húc căn bản không có ý định mua khối nguyên thạch này. Cho dù anh ta chỉ tăng 300 triệu, Lôi Hùng Húc cũng sẽ không theo, thế là anh ta bị hại, lỗ hơn 3 tỷ. Lý Ngôn tức muốn ói máu, sắc mặt của Lưu Tào Khang đỏ lên, lần này anh ta tính sai rồi. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của anh ta đối với Lôi Hùng Húc, Lôi Hồng Húc nhất định sẽ chơi tới bến với Lý Ngôn luôn mà. Vì sao hôm nay tự dưng lại đổi tính? Lưu Tào Khang liếc mắt nhìn Trinh Kiêu ngồi bên cạnh. Lôi Hồng Húc đáy mắt lộ ra nét âm trầm. Nhất định là Trinh Kiêu đã nói gì đó, nên Lôi Hồng Húc mới thay đổi ý định, làm cho anh ta phán đoán sai lầm. Lý Ngôn nhìn Lưu Tào Khang, vẻ mặt tủi tủi, nói, cậu Lưu, Lôi dở hơi khinh người quá đáng. Lưu Tào Khang trầm giọng nói, đừng quá ấm ức, để cắt ra xem như thế nào. Nếu như có thể cắt được bảo thạch cực phẩm, vừa hay có thể khiến bọn họ hối hận. Đúng, cắt đá. Lý Ngôn nặng nề gật đầu. Vương Hiểu Hy xem xong cảnh tượng này, cô ta khiếp sợ lè lưỡi. Lôi kéo tay Tuân Mạc nói, một tảng đá xấu xí mà có giá tới 24 tỷ. Trong lòng Tuân Mạc cũng không thể bình tĩnh nổi. Đây là lần đầu tiên cô ta tới xem đồ thạch, sự khiếp sợ không hề ít hơn Vương Hiểu Hy. Xem tiếp đi, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền vốn, chỉ cần có thể kiếm lại là được.
Tuy rằng Y Linh cũng rất khiếp sợ, nhưng tâm tư của cô có một nửa đều đặt ở trên người Trinh Kiêu. Cô cảm thấy rất hứng thú với những động thái của người này. Anh ta thật sự là một người bí ẩn. Rõ ràng chỉ là người bình thường, vậy mà đối mặt với giao dịch gần cả chục tỷ, anh ta lại chẳng có gì là kinh ngạc. Nhìn thái độ bình thản, pha chút khinh thường, nhăn nhạt ở trên mặt anh ta, cứ như thể tất cả mọi thứ trên thế gian này đều khó có thể lọt vào mắt của anh ta vậy. Cái biểu cảm đó tuyệt đối không thể giả vờ được. Rốt cuộc, anh ta là người như thế nào? Tập 5 kết thúc tại đây. Thanh Huyền xin hẹn lại mọi người, anh chị khán thính giả, tới với tập tiếp theo vào ngày hôm sau. Mọi người hãy like, subscribe cho kênh Ngôn Tình Crystal để nhận được những thông báo mới nhất.